Thế mai buổi sáng nào anh em? Ủa, cái đây ra ho này, ho dài này, ba lớp rồi, thuộc dòng cúc rin đọt đỏ, ba lớp bông chùm. Quá to. Hai cái lùm cúc, ba cái lùm cúc. Cúc rin đọt đỏ đây, gốc đỡ đã, củ sủ đỡ đẹp luôn, bự. Cây già nua này, cái đây hồi đầu năm mình lấy giống này, lấy giống mình gieo được mấy trăm cây giống con rồi. Rồi bông bắp này. Cái này năm nào cũng nó cũng ra hoa kịp Tết thôi, rất là ok, hoa rất là to, màu vàng đậm, nhụy màu cam, hoa màu rất là tươi nha. Ở đây cúc lai, cúc lai bán gần 1,5 triệu á. Cây này cao thứ 1,2 m, 1,3 m, cao 1,5 triệu, cây 1,5 triệu này, cúc đẻ theo vô chậu xi măng màu đỏ, chậu quay rồi tính gieo. Còn ở đây 1,2 triệu à, toàn là những cây dáng chân không, không về chất lượng thì việc gì à? Phải lên tinh ha. Đó. Ai hợp gu cây nào lấy cây đấy, cuồng ác là đi lách lượng, rất là đẹp, chân cây chân dáng. Triệu hai là quá rẻ ha mọi người, 1,5 triệu đẹp không, long lanh luôn, chất lượng. Cái này là phong cao đó, ai thích phong cao là có phong cao ha. Phong cao có ra 2 triệu rồi. Mấy cái này cao tới 1,5 m lắm. Đấy, mấy cái phong cao á, gốc đớ không, nhìn xe cây uống ghim nọc nhiều quá, 2 triệu quá xứng đáng rồi. Đây phong lùng, lùng lực nhật chi, cái đây cũng không có dưới 2 triệu đâu, riêng cái vàng đây là mấy triệu lên không.
Rồi, chia sẻ một vài cây cho mọi người xem buổi sáng cho vui ha. Sẽ có cây nở hoa rài cúc đột đỏ này. Đó. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo ha.